9. Chấp đoạn diệt, bài bác nhân quả. Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, tỏa ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh hư minh. Bỗng dưng trong ấy, hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng, lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi, nhưng chưa chân thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy, đạt được một loại ánh sáng, hư vọng mà không xác định được thực tại. Bỗng dưng trong ấy, hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, chỗ hư minh ấy, bỗng dưng xảy ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi pháp đều là không. Nói khi chết, người đó ra đi vĩnh viễn. Do vậy, nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại, nên làm sao mà có nhân quả? Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy nó đúng. Ồ, đúng nó là không. Một khi ông chết là hết tất cả, mọi việc đều là không. Lúc ấy, nó trở nên tin tưởng rằng mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi chết. Trong kinh văn nói, nếu rõ được thì không sai lầm, nó không phải là chứng thánh quả. Một câu được trích ra từ một bộ kinh, mỗi khi nó được in từ nguyên bản, chúng ta nên in đính kèm theo câu này. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh. Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng người giữ giới, gọi họ là tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát đã ngộ tánh, không có gì là giữ là phạm. Người này ở nhà đàn diệt uống rượu, ăn thịt, phóng đảng dâm ô. Do ma lực nên nó giúp phục được mọi người không khởi tâm nghi bán nó. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến hành giả ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm phạm tội, lạc bất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Giảng, nếu nhận là chứng thánh, nếu xem đây là sự chứng đạt quả vị thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu xác thân hành giả, ma liền phỉ báng những người giữ giới, coi họ là tiểu thừa. Ma nói, đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiểu thừa. Hàng Bồ Tát Đại Thừa không nên bị phiền toái trong những câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến những giới ấy. Hoặc ma nói, người lớn không đi đường thỏ, kẻ đại ngộ không nên câu chấp tiểu tiết. Một khi ông là người đại ngộ rồi, chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hết. Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây hay sao? Rượu thịt trôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những người giữ giới. Chỉ có những người chấp dính vào tiểu thừa mới giữ giới. Đệ tử của Đại Thừa không bận tâm đến chuyện này. Thực ra Phật tử tu tập theo Đại Thừa giữ giới rất tinh nghiêm, hiếm có người quỷ phạm giới cấm. Ma chỉ lừa dối những người kém hiểu biết thôi. Thực ra những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật Pháp và không tìm hiểu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã giảng giải. Đó là lý do tại sao bất luận những gì ma nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy Phật Pháp, và dù có nghe, không hiểu được Phật Pháp là gì. Nói rằng hàng Bồ Tát Đại Thừa đã ngộ tánh không của các pháp, có gì là giữ là phạm?
sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc quỷ phạm giới điều? Chẳng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm chiếm. Ở nơi nhà đàn Việt, những vị Phật tử thường hộ trì Phật pháp và tin tưởng nó uống rượu, ăn thịt, phóng đảng, dâm dục. Ý trong kinh văn, phóng đảng dâm dục rất là quan trọng, vì đạo Phật dạy người không nên có tâm dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng, mà còn khuyến khích làm việc dâm ô. Và người ta vẫn tin vì nó có ma lực. Do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người, không khởi tâm nghi ngờ quỷ bán nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người ấy ăn phân quế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không hiểu biết được phân là thứ bất tịnh, và nó thường uống nước tiểu. Nó nói rằng phân quế, nước tiểu là thứ bất cấu, bất tịnh. Nó dùng ý từ kinh Bát Nhã để ngụy biện. Đó là chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Ma sẽ cư xử bằng cách biểu hiện sự bất cần mọi việc, dù nó sạch sẽ hay dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt, uống rượu là không, ăn phân quế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó cho tất cả đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm, phạm tội. Thế rồi lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。